Chào mừng bạn đã đến với tập game của Anti-Stress Body. Hôm nay tôi sẽ chơi cây game Ice Horror Clown của game khác. Ok, chuyển thôi. Tuổi ném này chưa ra để kìa quay vào này vào đi. Thế mà dính kìa. Tiếp theo Ice tin nữa này. Wow, nhiều tủ quá cơ. Ok.
cửa hàng bị mở, bây giờ ra là không đứng ngay. Oh shit. Nhìn này không biết nó ở đâu luôn á. Để cho bộ miếng thịt. Máy nó cũng xuống đây luôn hả? Tầng trên à, ừ đúng. Tiếp theo Horror Cloud. Dây sắt nữa.
đi nhặt bom ha. Tiếp theo kết nối mạng á, what the fuck. Mẹ bị bà. Quýt bên kia nè, được luôn. Oh shit. Đợi luôn.
nhà này. Tiếp theo, Scary Rover. We love the love. Treasure, all the treasure we can get. I'm gonna summon it all to us. Huh? Summon a brain for yourself, moron. We'll do it ourselves, right, Chef? What the fuck? Nhặt đồ thôi. Dưới này chẳng lẽ không có gì à? Đây. Đây. Love potion. Quấn này, candle god này. Kìa. I wonder where the money is hidden. Gấu. Con gấu. Sợi tóc. Sợi tóc là khó nhìn của mẹ. Vứt xuống đây. Oh shit. Boss, I think there might be someone in this house. I think I saw a boy running over there. So. Nikorai. Come on out now.
hộp diêm nữa. This place has gotta be loaded. Who knows what gems I can find? Oh shit, bro. I think there might be someone in this house. On the way. Oh. Tiếp theo. Bảo cho mày bố tao nhá.
What the fuck, thằng này cứ đổ lỗi mình vậy. Suzun. Ok, game tiếp đi. Đi vùng ăn maze này. Éo chơi được luôn này. Ít người đấy. Để mẹ ngồi đợi xong cuối cùng đi luôn ạ. Chậm thật.
Get ready. Này nó toàn tầng ách ảo ma thật. Tiếp theo GTA ok. Đi đường này có đúng nhỉ? Đây, nhầm đường thôi. Mẹ thằng Chan này. Em ơi, bình tĩnh em ơi. Cook you motherfucker burn. Yeah. Kiếm đâu? Thank you.
nghe không? Nhìn vẫn bán cái hỏi.